chung body á nè. Hôm qua mình đặt rồi, hôm nay nói chung là người nó nhức mỏi, ngực thì hơi ê nè, khô lúc vậy. Chân cũng vậy ha, bụng bụng là cái đau nhất, rất là đau luôn. Nói chung là hôm nay mình sẽ tiếp tục buổi 2 nha anh em. Thử coi ngày 3, ngày 4, rồi ngày 5 mình sẽ chiến đấu như thế nào với cái bài tập này. Ok, giờ mình sẽ bắt đầu vô luôn nha anh em ơi. Ô, làm ngày thứ hai mình hít được có 40 cái rồi, và nó mỏi đau cổ tay nữa. 10 cái nữa là xong nha, đắt nhanh hơn chứ cái xài cực kỳ lâu. Ok, giờ mình sẽ kéo xà lần 2 anh em ơi. Bài 2 là kéo xà. Nó quằn nó quải nghe. Cái này xô hỏi lưỡi chưa.
xong 50 cái kéo xà nha. Đập bụng nha, này bụng như xà. Wow, 20 cái. Wow, cái bài bụng này anh đau quá. Bụng mình nhức cái chân. Hai cái này. Ừ. Cái này chắc mình phải 2 đến 3 hiệp mình mới xong cái bài gập bụng này. Đau kinh khủng luôn. Ok, 50 cái.
Ok anh em, vậy là đã xong là ngày 2 trong 7 ngày tập full body rồi nha anh em. Hôm nay là ngày hôm nay. Mình thở, thở dốc không? Mệt, mệt kinh. Biết mệt như thế nào nha. Ok, hôm nay coi như là xong rồi. Sẽ dưỡng sức để ngày mai tiếp tục. Bye anh em.